Tối ngày 2 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Đại đức Thích Minh Khải, Phó trụ trì tỉnh Xá Ngọc Sơn, tọa lạc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã trang nghiêm tổ chức lễ bế mạc gian tràng Dược sư Thất Châu Cầu An. Đại đức Thích Minh Khải nương theo nguyện lực của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Dương Như Lai, với mong muốn trợ duyên cho hàng Phật tử thành tựu thắng duyên, thắng phước, cầu an đầu năm. Đại đức Thích Minh Khải cử hành khóa lễ cầu an cầu nguyện cho thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc, phong điều vũ thuận, gia đạo bình an. Bởi vì điều phước thọ mọi người tiếp đón, chuyện tai ương ai nấy mong qua. Đi chùa lễ Phật cầu an đầu năm mới đã trở thành một truyền thống văn hóa trong đời sống của người dân. Đi chùa để tìm được sự thanh tịnh, gạt bỏ đi những muộn phiền lo âu. Cửa chùa là nơi bình an thanh tịnh, nên mọi người đến với niềm hoan hỷ và vui tươi, để một năm mới được nhiều may mắn. Sau khi tụng ba hồi kinh, Dược sư đông đảo Phật tử đạo tràng tỉnh Xá Ngọc Sơn và thiện tín gần xa thắp hương cầu nguyện. Buổi lễ cũng là cơ hội cho mọi người thành tâm sám hối, bỏ ác làm lành, khẩn nguyện sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát, đồng thời phát nguyện làm nhiều việc tốt đời đẹp đạo và phát nguyện hồi hướng công đức đó để cho bản thân và gia đình được vạn sự an khang cát tường như ý.